Và bác sĩ thì có đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc truyền giải khí công và tiền trị liệu của khí công sư Phúc Thành ạ? Với khí công sư Phúc Thành ấy, và hiện tại bây giờ ấy, là giám đốc trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm. Tại sao tôi biết? Bởi vì những cái công việc của thầy Nguyễn Phúc Thành, tôi là những nhà y học cổ truyền có mối liên hệ mật thiết với thiền khí công. Và tôi đánh giá những cái năng lượng của thầy và những cái tiền sử phấn đấu luyện tập của thầy với trên 7 năm coi như là tầm sư học đạo, đi học các thầy chân thiền chân tu, rồi là có trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy luyện tập về thiền khí công. Và bản thân thầy trước đó năm 2007 hay 2008 gì đó, thầy cũng đã bị mắc một số bệnh. Ví dụ như là tôi nhớ là thầy bị ảnh hưởng chức năng gan, chức năng thận, viêm họng, viêm xoang. Và từ đó thì có lẽ đấy là một cái duyên với cái tố chất của thầy đã có một cái tâm đạo từ bi an lành, quyết tâm để học tập dư học đạo, học về thiền, thiền định, học về khí công để truyền tải được kiến thức đó cho cộng đồng. Tôi cũng thấy, tôi cũng theo dõi là những cái bệnh viêm xoang rồi là chức năng gan, chức năng thận của thầy rất tốt. Cái mà tôi thích, chúng ta biết rồi, có những người ta tập mỗi khí công không, hoặc có những người chỉ tập mỗi thiền định không của Phật giáo. Mà tôi tâm đắc một cái là gì? Với thầy Nguyễn Phúc Thành ấy, thì kết hợp được sự hài hòa giữa hai phương pháp này, vừa thiền định, vừa khí công, và tạo ra một cái môn phái, một cái trường phái là thiền khí công. Và nó mang lại một cái năng lượng giá trị phòng ngừa bệnh tật rất tốt, giúp cho các bệnh nhân tăng cường cái sức đề kháng, chống đỡ để tất cả các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài bên trong. Với thầy Nguyễn Phúc Thành ấy, thì thực ra thì về phía những người thầy thuốc lại bèo cổ truyền, tôi cũng theo dõi rất nhiều và cũng mong rằng là gì, có một số những cái giá trị mong thầy chia sẻ. Ví dụ với khí công của tôi thì thầy có thể chia sẻ giúp. Và trên thực tế cái truyền tải của thầy nó mang lại cho tôi hai cái mà tôi thích, tôi trân quý. Thứ nhất là cái tấm đạo an lành, từ bi, tính nhân văn sâu sắc. Khi mà tôi theo dõi là cái trên 80.000 người học thực tập, tập luyện theo phương pháp của thầy với những hoàn cảnh khó khăn như vậy, kinh tế như vậy, bệnh tật như vậy, thì thầy hoàn toàn là buông xả, thầy hoàn toàn là từ thiện, thì với số lượng lớn như vậy rất lớn. Còn bao nhiêu trăm ngàn người coi như học ở trên online và thầy cũng giảng dạy trực tiếp ở chùa, thì tôi cho là cái giá trị đó mà thầy truyền tải những cái kiến thức giảng dạy cho Phật tử như vậy, tôi đấy cho đấy là một cái cống hiến rất tốt cho cộng đồng về sức khỏe. Lợi ích khi đăng ký khóa online dịch cân kinh trị bệnh: được học bài bản theo đúng thứ tự chuẩn của khí công chữa bệnh, bài 1, bài 2, bài 3. Đây là một điều rất quan trọng để tập chữa bệnh hiệu quả. Được học đầy đủ chiêu 10, thông khí toàn thân, chiêu 11, rất tốt cho mật, chiêu 12, giải độc cho gan, và toàn bài dịch cân kinh 12 thức trị bệnh. Được hỗ trợ trực tiếp từ thầy Phúc Thành khi có thắc mắc trong suốt quá trình học. Được tư vấn về bài tập và thuốc đông y để giúp đẩy lùi bệnh tật nhanh nhất, hiệu quả cao. Đặc biệt, nếu bạn đăng ký cùng với khóa bát đoạn cẩm trị bệnh và khóa thiền trị liệu, sẽ được áp dụng ưu đãi đặc biệt, mua 3 tính tiền 2. Hãy nhanh tay comment ngay dưới bài viết này để biết thêm chi tiết. Chỉ áp dụng cho 30 người đăng ký sớm nhất.